Cùng đám người Huyền Không Tử trao đổi một chút về sự tình mở ra tinh vực, đoàn người Tiêu Viêm cũng lui ra khỏi đại sảnh. Ra đại sảnh, Tiêu Viêm cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người đi vào hành lang. Nhưng vừa mới bước ra thì một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp mang theo một làn hương thơm động lòng xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Viêm ngẩn ra và cười nói, thế nào, Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì sao? Không có gì, tiện đường cũng đi nhé. Tào Dĩnh thản nhiên cười, khuôn mặt tinh xảo cùng gò má hơi ửng hồng cực kỳ quyến rũ. Nữ nhân này như là một hồ ly tinh hại nước hại dân. Mỗi cái mỉm cười, nhăn mày đều khiến tất cả nam nhân phải điên cuồng. Nghe được nàng chủ động mời như vậy, Tiêu Viêm ngược lại có chút ngẩn người. Yêu nữ này đối với mình tốt như vậy từ khi nào? Lúc trước nàng không phải luôn trong mình xung đột với người khác để nàng vui vẻ đứng xem náo nhiệt sao? Trong khi Tiêu Viêm buồn bực thì sắc mặt của Tống Thanh bên kia biến đổi, hành động của Tào Dĩnh gây ra cho hắn một cảm giác bất an. Lập tức vội vàng chen vào cười nói, Dĩnh Nhi, Tiêu Viêm huynh đệ có nhiều chuyện phải làm, tinh vực sắp mở cửa, lúc đó Tinh Mộ Cốt lão nhân có lẽ sẽ tiếp tục đánh lén. Bây giờ chúng ta phải huấn luyện một phen để lúc đó có chút lực chống đỡ. Tống huynh nói vậy rất là... Nghe vậy Tiêu Viêm liền ra vẻ bận rộn gật gật đầu, đối với yêu nữ Tào Dĩnh này. Trong lòng hắn thật sự có chút kiên kỵ, hắn cũng không muốn bị đối phương đùa giỡn xoay vòng vòng. Nếu tên Tống Thanh này là thân lừa ưa nặng thì tốt nhất là giao cho hắn, còn mình thì muốn cuốn gói chạy gấp. Nhưng còn chưa đợi Tiêu Viêm nói từ có lý kia ra, thì nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh bỗng biến mất, thản nhiên nói, không cần, ta không muốn tiếp tục trở thành vật hy sinh bị bỏ lại. Nghe được Tào Dĩnh nói lời này, Tống Thanh nhất thời cứng lại, sắc mặt dị thường, lúng túng, đi thôi. Còn người xinh đẹp Tào Dĩnh lại chuyển hướng sang Tiêu Viêm, hung hăng trừng mắt hắn một cái. Ý tứ đã rất rõ, nếu Tiêu Viêm lại tiếp tục kiếm cớ thì từ chối cơ sở rằng yêu nữ ngày hôm nay sẽ hóa thân thành một con sư tử cái. Thay thế, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc chỉ lắc đầu, cũng không thèm thương hại cho Tống Thanh. Đối với loại người gặp nguy cơ, liền vứt bỏ đồng bạn là loại hành động rất trơ trẽn. Gặp phải loại đãi ngộ như vậy cũng không làm cho người ta đồng tình. Trong lòng thầm thở dài, Tiêu Viêm chỉ còn cách bước xuống cầu thang. Tào Dĩnh bên cạnh lúc này mới phát ra tiếng cười tinh nghịch theo sát hắn, làm cho người khác nghe cũng có cảm xúc xúc động êm ái. Tống Thanh sắc mặt âm tình bất định, nhìn bóng lưng hai người càng ngày càng xa, rồi hung hăng cắn răng phất tay áo bỏ đi. Tiêu Viêm cùng Tào Dĩnh một đường đi xuống, nàng kia không ngừng nhỏ nhẹ hỏi những việc chẳng liên quan, thi thoảng lại mỉm cười, kiệu mị, làm cho các luyện dược sư trẻ tuổi ngồi xung quanh không nhịn được mà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Mà với loại ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng có cảm giác như đứng trên lò lửa, ngồi xuống đống than, yêu nữ này thay đổi bất thường. Không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì, ngay cả chính Tiêu Viêm cũng không biết vì sao nàng lại đột nhiên dịu dàng với mình như vậy. Hay cũng bởi vì khi ở đan giới, mình đã cứu nàng tâm một mạng sao? Ở đoạn lộ trình cũng không quá xa, trong lòng Tiêu Viêm lại như đi viễn chinh vậy, thật vất vả mới đến nơi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên trong hành lang, ngay khi Tiêu Viêm định mở miệng cáo từ, thì cửa phòng lại kẽo kẹt mở ra, một hình bóng màu trắng xinh đẹp bước ra chậm rãi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang đứng cạnh Tào Dĩnh, trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiểu Y Tiên, nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp vừa xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng cười, vui mừng bước nhanh tới. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên xuất hiện, hàng mi như liễu rủ của Tào Dĩnh cũng nhẹ nhàng nhướng lên. Dù mà Tiểu Y Tiên tuy không xinh đẹp được như Tào Dĩnh, nhưng lại rộ ra một cảm giác ấm áp dịu dàng. Đặc biệt là khi triệt để khống chế được ách nan độc thể, sự lãnh đạm trước kia cũng yên lặng vơi đi. Hiện giờ Tiểu Y Tiên giống như khi Tiêu Viêm gặp nàng lần đầu tại Thanh Sơn Trấn vậy. Nếu nói Tào Dĩnh là yêu nữ quyến rũ thì Tiểu Y Tiên kia lại chính là tiên tử hạ phàm. Hai nữ nhân là hai loại khí chất bất đồng nhưng lại đều làm cho người ta mê muội. Nhìn Tiêu Viêm bước nhanh đến, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chớp chớp. Nhìn ánh mắt của hắn, nàng lập tức hiểu ra, khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười dịu dàng. Xin chào Tào Dĩnh, không biết nên xưng hô thế nào? Không biết tại sao lại có chút thở dài, khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên một nụ cười quyến rũ, vươn tay tới Tiểu Y Tiên tự giới thiệu. Tiểu Y Tiên cũng là Vương Ngọc Thủ, nhẹ bắt tay với Tào Dĩnh, ngữ khí mềm nhẹ, không nóng cũng không lạnh. Trên đường đi về với Tiêu Viêm, ngươi cũng sẽ không để tâm chứ. Tào Dĩnh mỉm cười thu hồi ngọc thủ. Mụi Mỹ Mâu lại liếc về phía Tiêu Viêm như không có chuyện gì nói. Nói chuyện cùng bạn bè cũng là việc bình thường mà thôi, có gì phải để ý chứ. Không ngờ tới Tào Dĩnh lại nghĩ nàng có quan hệ với Tiêu Viêm, nên khóe môi Tiểu Y Tiên không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Tiêu Viêm bên cạnh nghe vậy không khỏi trợn trừng mắt, hai nữ nhân có vẻ nhã nhặn, nhưng trong lời nói lại không hề có vẻ bình thản như vậy. Trong phòng còn có người đang đợi hắn, không thể hàn huyên thêm ở đây. Tào tiểu thư, nếu sau này có thời gian thì có thể đến đây chơi. Tiểu Y Tiên cười nói trong giọng đã có ý tiện khách, nghe vậy Tào Dĩnh mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đầu đáp, nhất định. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên mới mỉm cười, Vương Ngọc Thụ kéo tay Tiêu Viêm vào phòng.
Nhìn cửa phòng đóng lại, vẻ tươi cười của Tào Dĩnh cũng chậm rãi biến mất. Một lát sau khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ nắm nhẹ, trên gương mặt lại hiện lên một đường cong xinh đẹp. Tiêu Viêm, người có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của bổn tiểu thư này đâu. Đi vào phòng, chưa đợi Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên liền nhanh chóng rút ngọc thủ về, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy vành tai nàng đang đỏ ửng lên, liền không nhịn được cười. Người còn dám cười, dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe thấy Tiêu Viêm cười, Tiểu Y Tiên lại càng thẹn nói: hái hoa ngắt cỏ mà ngươi cũng quản à? Tiêu Viêm lại càng cười trêu nàng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời đỏ bừng mặt, vội vàng kiếm cớ: Huân Nhi nói ta xem chừng ngươi. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng lấy cớ vụng về vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi cũng dám đùa giỡn Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, về sau ta nhất định nói lại với Thải Lân tỷ tỷ. Năm đó lúc rời đi, nàng cũng đã nói qua với ta, nếu như ngươi dám thông đồng với nữ nhân khác sẽ đem ngươi xẻo nha. Khi Tiêu Viêm đang cười trộm, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên làm hắn giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại thì thấy thân ảnh Tử Nghiên đang ngồi trên cửa sổ không ngừng đông đưa chân. Xẻo! Tiêu Viêm hốc miệng, loại việc này đúng là Thải Lân rất am hiểu. Nhà đầu, hiện tại cũng trở nên xuất quỷ nhập thần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm ngồi xuống xoay người lại nói: đúng rồi, Hùng Chiến kia đâu, không đi cùng ngươi sao? Hắn ở ngoài đăng tháp, nơi này hắn không vào được. Tự nhiên hất mái tóc đuôi ngựa màu tím, tay khẽ chống, liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đoạt lấy chén trà trong tay hắn, ực một ngụm, nói ra vẻ người lớn nói: ta tới đây là để giúp ngươi một tay. Nghe được nàng nói vậy, Tiêu Viêm cùng Tiêu Y Tiên đều là không nhịn được bật cười, nhà đầu này thật đáng yêu. Thái độ gì vậy? Thấy thế Tự nhiên có chút không vừa ý, hừ nhẹ nói: nếu không có ta hỗ trợ, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vừa mới đưa chén trà lên miệng, Tiêu Viêm chợt chuyển hướng nhìn sang Tử Nghiên, sắc mặt ngưng trọng hỏi: vậy là ý gì? Người thật tưởng rằng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ thuần phục vậy sao? Ngay cả đăng tháp đối với nó cũng không có biện pháp, người còn dám nghĩ mạnh mẽ thu phục sao? Tử Nghiên nhếch môi nói: ta biết rằng đăng tháp muốn cho các ngươi đi thử vận khí, nhưng đáng tiếc bây giờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có linh trí, không dễ dàng thu thập giống như vẫn là tâm viêm của nội viện. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tiêu Viêm cũng cẩn thận hỏi, hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hơn xa vẫn là tâm viêm, nhưng ngậm lại cũng đúng, có thể làm cho Huyền Không Tử ba người trịnh trọng đối đãi như vậy, có thể không chênh là sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hạ mặt ngồi xuống hỏi, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên nhất thời lộ vẻ đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói: ta cho ngươi biết cũng có thể, nhưng mà ngươi phải đáp ứng về sau mỗi ngày luyện chế cho ta một cốc cây dược liệu chỗ Hùng Chiến. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời trừng mắt: tiểu nhà đầu tham ăn này, rồi rồi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tử Nghiên hắc hắc cười, lúc này mới thỏa mãn đứng lên, bàn tay nắm nhẹ, một luồng tử sắc quang mang hiện ra, trong sự chú ý của Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên hóa thành một con tử long dài nửa xích. Tử long này hai mắt nhắm nghiền, thân hình tuy nhỏ bé nhưng mơ hồ lộ ra một luồng long uy dị thường đáng sợ. Ta nghe Tiểu Y Tiên tỷ tỷ nói người đã từng sống vào tinh vực một lần, vậy chắc hẳn từng chứng kiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bộ dáng thế này. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tử long này có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng vì sao Tử Nghiên biết? Hay là nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt của Tiêu Viêm chợt biến đổi. Đối với bản thể của Tử Nghiên, mấy năm nay Tiêu Viêm cũng tìm hiểu nên là từ từ sáng tỏ. Bậc viện cổ dĩ thú có thể lấy Thiên Yêu Hoàng ra ăn thì ngoại trừ ma thú Thái Hư Cổ Long ra thì còn ai có thể? Thêm nữa, Thái Hư Cổ Long am hiểu xuyên qua thế giới, thần thông mà Tự Nhiên ngẫu nhiên xuất ra cũng là có quan hệ với không gian. Từ ngày nàng đột nhiên đi vào đan giới rồi tùy ý đi ra là có thể mơ hồ đoán được bản thể của nha đầu kia đúng là Thái Hư Cổ Long. Đối với Thái Hư Cổ Long thần bí bậc này, Tiêu Viêm cũng từng nghe qua, nhưng mà vẫn chưa được tận mắt thấy nên đối với hình thái của chúng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện giờ tự nhiên là ám chỉ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia đúng là hình rồng, hay là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cùng bộ tộc Tự Nhiên có liên quan? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm trầm ngâm, Tự Nhiên tùy thì tay xua đi Tử Long nói: Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cực kỳ cuồng dã, muốn mạnh mẽ thu phục đừng nói là ngươi, cho dù cả ba vị cự đầu của đan tháp cũng không có bản lãnh này. Thêm nữa, nó đã có linh trí cao, người cho rằng nó tự nhiên bị người khác hấp thu. Tiêu Viêm im lặng, chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực sự có linh trí, tất nhiên nó sẽ không để người khác hấp thu, mà đã không tự nguyện vậy thì chỉ còn cách thô bạo. Bất quá Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là bất tử chi hỏa, căn bản không có khả năng hủy diệt nó hoàn toàn, cho dù người của Huyền Không Tử có hợp lại đi nữa e rằng là cũng phải nhượng bộ lui binh. Nói vậy thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chẳng phải là chuyện cười sao? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Ha ha, người nói vậy cũng đúng, tam đại cự đầu của đan tháp nghĩ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá đơn giản, cả ngày trông cậy người cầu may cũng không đủ, muốn cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối mặt. Nó đã có linh trí, chỉ có đứa ngốc mới tự nguyện đi theo người, đổi lại là người sẽ cho người khác hấp thu sao?
Tử Nghiên biểu môi nói. Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, lời của Tử Nghiên thì không xuôi tai nhưng mà lại là sự thật. Xem ra muốn thu phục Tam Thiên Diễn Phim Hỏa cũng không đơn giản như tưởng tượng. Trầm ngâm một lát, đôi mắt của Tiêu Viêm đột nhiên nhìn Tử Nghiên nói. Người đến nói với ta việc này thì chắc hẳn là có biện pháp. Ha ha, Tử Nghiên cười lộ ra hai chiếc răng nanh, sau đó đắc ý rung đùi phán. Ngươi biết vì sao Tam Thiên Diễn Phim Hỏa lại có hình dáng của tộc ta hay không? Không biết. Tiêu Viêm thành thật lắc đầu, hắn thật sự cũng rất kinh ngạc tại sao Tam Thiên Diễn Phim Hỏa lại mang độ dáng này. Bởi vì Tam Thiên Diễn Phim Hỏa này là do tộc ta nuôi dưỡng, Tử Nghiên nhẹ nhàng nói, lại làm cho Tiêu Viêm sợ đến mức đánh rơi chén trà trên tay xuống đất. Người nói cái gì? Tiêu Viêm quay đầu sang nhìn Tử Nghiên, nói như không thể tin nổi. Đó cũng là một ít tin tức ta mới biết khi trở về tộc, ta biết ngươi đến Trung Châu vì nó, nên ở lại đó lâu một chút, tìm hiểu được việc này. Tự nhiên giang tay nói, từ xa xưa trước kia, lúc mà Tam Thiên Diễn Phim Hỏa mới bắt đầu thành hình, thì có tiền bối của tộc ta phát hiện ra nó, bất quá khi đó Tam Thiên Diễn Phim Hỏa thực sự còn rất bé, giờ cũng vô dụng. Vị tiền bối kia liền lưu lại trong cơ thể Tam Thiên Diễn Phim Hỏa một loại long ấn, đó cũng là lý do Tam Thiên Diễn Phim Hỏa trưởng thành giống hình thể của tộc ta như đúc. Khuôn mặt của Tiêu Viêm lộ vẻ khiếp sợ, sau một hồi lâu mới chậm rãi ngồi lại ghế kế dựa. Nuốt được miếng, nói nửa ngày thì Tam Thiên Diễn Phim Hỏa cương nhiên còn có chủ. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói. Nếu như vị tiền bối kia còn tại thế, Tam Thiên Diễn Phim Hỏa cũng là vật có chủ, nhưng hoàn hảo theo ghi chép trong tộc, vị tiền bối kia đi du lịch xuyên không gian. Triệt để mất đi tin tức, đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ hơn nữa là thân xác cũng không còn. Phù, nghe vậy Tiêu Viêm mặt mày đang tái nhợt mới từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận, thở vào một hơi. Hắn đã hao hết tâm cơ vì Tam Thiên Diễn Phim Hỏa, nếu đột nhiên cho hắn biết Tam Thiên Diễn Phim Hỏa đã có chủ, chỉ sợ là dù Tiêu Viêm có định lực cao như thế cũng muốn phát cuồng. Người nên thấy may mắn vì vị tiền bối kia năm đó đã lưu lại một đạo long ấn trong cơ thể Tam Thiên Diễn Phim Hỏa, nếu không chỉ sợ người cũng không có cơ hội gì. Tử Nghiên cười hắc hắc, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, một cái bình ngọc nhỏ liền xuất hiện trong tay. Trong bình ngọc liền hiện lên một chút chất lỏng màu vàng, cơ hồ có một cổ long uy dị thường mạnh mẽ tràn ra. Đây là... Tiêu Viêm lộ vẻ kinh nghi, nhẹ giọng nói, cổ long huyết, đưa tay người ra đây. Tử Nghiên nói, để làm gì? Tiêu Viêm ngoài miệng nghi ngờ hỏi nhưng vẫn đưa tay ra, làm một cái long ấn trên tay người. Tử Nghiên cẩn thận rót một giọt máu màu vàng xuống lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó thủ ấn biến đổi nhanh chóng, chỉ thấy giọt máu màu vàng đang rơi kia bung ra hình thành một cái ký hiệu kỳ dị, dính vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Có cái này thì có thể thu phục Tam Thiên Diễn Phim Hỏa sao? Tiêu Viêm nhìn ký hiệu trong lòng bàn tay tò mò hỏi. Nằm mơ, cầm lấy, chờ ngươi đi vào tinh vực thì nghĩ biện pháp lấy huyết dịch bên trong đổ vào trên trán Tam Thiên Diễn Phim Hỏa, rồi giấu đi, long ấn trong cơ thể nó sẽ được kích hoạt. Tử Nghiên lắc lắc mái tóc đuôi ngựa một tiếng nói, nhưng tao khuyên ngươi chờ Tam Thiên Diễn Phim Hỏa bị những tên khác làm cho hao tổn không ít khí lực hãy làm, đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu thất bại thì sao? Tiêu Viêm vẫn cảm thấy được có điều không thích hợp. Thất bại à? Nghe thế Tử Nghiên đột nhiên lặng lẽ lè lè chiếc lưỡi nhỏ nói, đạo long ấn này tương đối thôi, nếu như ngươi thành công thì ngươi sẽ khống chế nó, nếu thất bại thì nó sẽ khống chế ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm như bị sét đánh, Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng đổi sắc trầm giọng nói, nhà đầu, ngươi đùa phải không, nếu thất bại hậu quả nghiêm trọng như thế cũng dám lôi ra. Không làm như vậy thì vĩnh viễn không có biện pháp thu phục Tam Thiên Diễn Phim Hỏa à? Nó được xưng là bất tử chi hỏa nên cũng không sợ chết, chẳng lẽ so xem ai sống dai hơn? Tự nhiên thì thầm. Nhìn thấy Tử Nghiên sắc mặt đầy ủy khuất, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ, trầm ngâm một lát mới tiếp nhận bình nhỏ nhỏ nói. Đó cũng là một biện pháp nhưng lại không dễ dàng vận dụng. Ngươi yên tâm đi, long ấn của ngươi là ta trộm của một vị trưởng lão trong tộc đang ngủ say, cực kỳ trân quý, bàn về long ấn cấp bậc, khẳng định cao cấp hơn của tiền bối năm xưa tùy ý thiết trí, cho nên tỷ lệ thành công của ngươi hơn xa Tam Thiên Diễn Phim Hỏa. Chỉ cần ngươi tìm cơ hội tốt, tốt nhất là khi tên kia bị trọng thương, nhất định có thể đem nó thu phục. Khuôn mặt Tử Nghiên vô cùng nghiêm túc nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ, nhà đầu kia thật to gan, so ra còn lớn hơn cả trời, chỉ sợ trong khoảng thời gian này tộc nhân của nàng cũng không chịu ít giày vò. Được rồi, lão đại tin tưởng ngươi. Thu bình ngọc và nạp giới, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc mặt lo lắng của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì. Nếu tình huống thật sự không tốt, ta cũng sẽ không nên sử dụng thứ này. Ta là người biết chừng mực à. Thấy Tiêu Viêm nói vậy, Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Sau đó, mỹ mâu khẽ trừng Tử Nghiên một cái, làm khuôn mặt tiểu nha đầu cũng hiện lên một nụ cười ngượng ngập. Nhìn Tử Nghiên cười gượng, Tiêu Viêm cũng khẽ vuốt ve nạp giới xuyên qua cửa sổ, nhìn ngắm vô tận sao trời. Để có được Tam Thiên Diễn Phim Hỏa, Tiêu Viêm từ Hắc Giác vượt vạn dặm xa xôi chạy đến Trung Châu, cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ cho dù nói cũng rất là muốn đem nó thu vào tay.
Hai ngày thời gian trong chờ đợi của vô số người cơ hồ qua trong nháy mắt. Tại ngày thứ hai, khi ánh rạng đông phía chân trời chậm rãi chiếu xuống, thì hai ngày bình tĩnh thoáng qua trong đan tháp kia lại sôi lên lửa nóng. Vô số người tiến lên hướng ở đan tháp. Hôm nay, người cường giả đứng đầu đan hội sẽ đi vào tinh vực, hàng phục Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Vô số người trong lòng rất hiếu kỳ, Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa này bị đan tháp phong ấn trong nhiều năm, lần này có khả năng bị hàng phục không? Ở ngoài đan tháp đã sớm ồn ào, bóng người tràn ngập mỗi phố lớn, ngõ nhỏ. Khi mặt trời dần kéo lên đỉnh núi thì ba đạo thân ảnh kia cũng từ đỉnh đan tháp mà bay ra, rồi đứng tại trên phía bầu trời. Cường giả đi vào tinh vực chuẩn bị đi. Huyệt Không Tử trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp phiến thiên địa. Hư, vù, vù. Huyệt Không Tử vừa nói xong, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lướt đến, chợt dừng lại trên bầu trời, xem bộ dáng rõ ràng là đám người lọt vào top 10. Ánh mắt của ba vị hội trưởng đã qua thân ảnh 10 người, cuối cùng lạnh lẽo dừng tại trên người Một Cốt Lão Nhân. Dưới cái nhìn lạnh lạnh của ba người Huyệt Không Tử, da mặt Một Cốt Lão Nhân rung lên nhưng vẫn chưa đến mức tré tránh. Hắn biết ở trước mặt đông đảo quần chúng, đám người Huyệt Không Tử còn không dám làm gì hắn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ba người Huyệt Không Tử nhìn nhau một cái, thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, linh hồn lực mênh mông dao động từ trong cơ thể ba người tràn ra. Mọi người liền nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những gợn sóng kịch liệt, một cánh cửa không gian lớn màu bạc xuất hiện. Về quy định, khi các ngươi cùng nhau đi vào thánh vực, đại trưởng lão hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Huyệt Không Tử liếc nhìn cánh cửa màu bạc, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Bây giờ thì vào đi thôi. Khi lời nói của Huyệt Không Tử vừa dứt thì một thân ảnh mặc áo bào màu trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trước tiên quét qua đám người Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Cốt Lão Nhân, thản nhiên nói: Lão Phu Khâu Lăng, đại trưởng lão của đan tháp, lần này đợi các ngươi đây để dẫn mọi người đi vào tinh vực. Nhớ rõ, sau khi tiến vào, đi theo ta là được. Nếu không phục tùng quy củ, Lão Phu có quyền hủy bỏ hẳn tư cách đi vào tinh vực lần này. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm đều khẽ gật đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, sở dĩ lần này do đại trưởng lão Khâu Lăng dẫn dắt, hẳn là do mấy người Huyền Không Tử lo lắng về Mộ Cốt Lão Nhân. Bị Khâu Lăng chăm chú quan sát, Mộ Cốt Lão Nhân hơi giật giật, hai tay thụt vào trong tay áo, vẻ mặt hờ hững. Khi mấy người kia nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc đang dao động cũng đã ổn định. Đi thôi. Thấy thế, ánh mắt Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử khẽ giao nhau một chút, sau đó đều nhẹ nhàng gật đầu. Người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy, sau đó đám người Tiêu Viêm cũng hối hả đuổi theo. Nương theo sự dao động của không gian, từng thân ảnh liên tiếp biến mất. Ngắn ngủi không đến một phút, 11 người lần lượt biến mất trước vô số người đang xem. Nhìn người cuối cùng đi vào cánh cửa không gian, sự ngưng trọng trên khuôn mặt Huyền Không Tử cũng giảm bớt, mắt từ từ nhìn từ trên cao xuống, trầm giọng nói: Hôm nay cần chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần không nên để xảy ra điều gì bất chắc. Cường giả của đan tháp đều đã được ta an bài ở Thánh Đan Thành, tùy thời đợi mệnh, nếu xuất hiện biến cố lập tức sẽ đến trợ giúp. Thiên Lôi Tử gật gật đầu, còn có một số cường giả khác có quan hệ cùng với đan tháp hiện giờ cũng đang ở Thánh Đan Thành, ta đã phái người nói với họ giúp chúng ta lưu ý nhiều hơn một chút. Huyền Y cũng nhẹ giọng. Nghe vậy, Huyền Không Tử lúc này mới khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cánh cửa không gian phía trên, khẽ thở dài, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Trong không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một trận dao động, chừng 10 thân ảnh từ từ hiện lên. Thân thể vừa hiện ra, Tiêu Viêm nhất thời cẩn thận được một loại nhiệt độ nóng bức từ không khí truyền tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng đột nhiên phát hiện có tính đối chọi với nhiệt độ bên ngoài, khiến trái tim hắn đập loạn xạ. Loại tình huống này cũng chỉ có thể gặp khi loại dị hỏa khác mới xuất hiện. Nơi này quả nhiên có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trong lòng thì thầm tự nhủ, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên liếc qua Mộ Cốt Lão Nhân ở bên cạnh, lại thấy ánh mắt của lão cũng lại ánh lên một tia nóng cháy. Hiển nhiên, hải tâm diễm trong cơ thể lão cũng cảm ứng được loại biến hóa này. Ánh mắt từ trên người Mộ Cốt Lão Nhân chuyển sang phía tây, Tiêu Viêm bắt đầu đánh giá cái gọi là tinh vực này. Lần trước bởi vì vội vàng xông vào, căn bản là chưa từng có nhiều thời gian để quan sát. Cái gọi là tinh vực là một phiến không gian mà ba người đứng đầu đan tháp đã mạnh mẽ xé rách. Loại không gian này tự nhiên kém hơn đan giới, cổ giới, hơn nữa nhìn qua cũng có chút hoang vắng. Quanh mình tràn ngập sương mù nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy chút ánh sáng mỏng manh thẩm thấu qua mảnh không gian này, hình thành những vệt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bàn tay Tiêu Viêm tùy ý chụp lấy ánh sáng mỏng manh kia, trong tay hơi chỉ là một mảnh lạnh lẽo, khiến đôi mắt hắn nhíu lại. Đây là ánh sáng từ các ngôi sao. Tuy tinh vực cũng không thể cản trở ánh sáng của ngôi sao thẩm thấu vào, chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng của ngôi sao yếu nhất, vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ sau.
Trưởng lão Khâu Lăng ở phía trước giờ phút này thản nhiên nói, nghe vậy đám người Tiêu Viêm cũng thoáng giật mình. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là tinh không chi hỏa, nó ngưng tụ từ lực lượng của sao mà sinh ra. Chỉ cần lực lượng của sao vẫn còn thì nó vĩnh sinh bất diệt. Thế giới này lực lượng của ngôi sao có đôi khi nhìn hoàn toàn biến mất, nhưng chẳng qua là vì ban ngày nên lực lượng của nó tương đối yếu nhược mà thôi. Đi theo ta, không cần tách rời. Phiến tinh vực này tồn tại ở khe không gian, trong đó có vài phần chỗ tiếp xúc của không gian hư vô. Nếu xông vào đó, hậu quả chắc các ngươi biết rõ. Khâu Lăng phất phất tay, thân hình vừa động liền tiến về phía trước, đám người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Tinh vực trước mặt xa ra, kém với đan giới, nhưng nếu tương đối mà nói không gian trước mặt này, theo suy đoán của đám người Tiêu Viêm, chỉ sợ so với thánh đan thành khổng lồ kia cũng không kém. Lúc này bọn họ đã bay được gần 10 phút nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy đường biên giới hạn để có thể tìm ra một chút manh mối. Chẳng qua tuy nói phi hành lâu như vậy, tuy chưa thấy được mục tiêu, nhưng đám người Tiêu Viêm lại có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh mình càng ngày càng cao. Đến cuối cùng đám người Tống Thành cũng không thể không vận đấu khí từ trong cơ thể chống chọi lại cái nhiệt độ như vậy thiêu đốt. Loại nhiệt độ này Tiêu Viêm vẫn không cảm thấy chút gì, hắn có dị hỏa hộ thể, kháng tính với nhiệt độ hơn xa người bình thường có thể so sánh. Trong lòng đoàn người buồn bực cứ bay vút đi trong không gian hư vô, phi hành như thế gần được 10 phút nữa, lúc này ngoại trừ Tiêu Viêm, đại trưởng lão, mộ cốt lão nhân, thanh hoa lão quái vẫn chưa thi triển đấu khí để bảo vệ cơ thể ra, những người còn lại đều phải dùng đấu khí hùng hậu để bao bọc, nhiệt độ nơi này cũng đã khá cao, hình như sắp đến nơi. Vừa phi hành, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn qua những người khác, trong lòng đột nhiên dao động, ánh mắt bắn thẳng về phía xa xôi trước mặt, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể đột nhiên kịch liệt dao động, loại phản ứng này chính là lần mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Khi Tiêu Viêm có cảm ứng thì khuôn mặt bộ cốt lão nhân bên cạnh cũng tràn ngập hưng phấn, liếm liếm môi, khuôn mặt lão hiện ra vẻ thèm thuồng. Những người khác dù không có dị hỏa cảm ứng nhưng cũng có thể thấy được nhiệt độ chung quanh mình đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, lập tức trong lòng hiểu được cuối cùng cũng tới nơi rồi. Khi trong lòng mọi người yên lặng tăng thêm đề phòng thì ở chỗ không gian hư vô xa xôi kia, đột nhiên một cỗ ánh sáng nóng rực mạnh mẽ xuất hiện. Tia sáng mãnh liệt giống như mặt trời ban trưa, làm cho ánh mắt mọi người có chút đau đớn. Đã đến rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút, nhớ rõ, ai nếu như có cử chỉ khác thường, lão phu có quyền chém giết tại chỗ. Đại trưởng lão Khâu Lăng cầm đầu đám người đột nhiên ngừng lại, quay đầu dùng ánh mắt sắc bén bình tĩnh đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người mộ cốt lão nhân lạnh lùng nói. Nói xong những lời này, Khâu Lăng mới từ thả chậm tốc độ bay xuống phía dưới, sau đó đám người Tiêu Viêm cũng lần lượt đuổi theo, dần dần tiếp cận một ít với ánh sáng chói mắt kia, vật thể bên trong nó bây giờ mới rõ ràng trong tầm mắt bọn họ. Khi nhìn rõ được vật thể trong vòng sáng kia, sắc mặt đám người Tiêu Viêm nhất thời dại ra, yết hầu hơi động, gian nan nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Trong vòng hào quang là một cự long không nhìn thấy đuôi, đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại tử hắc sắc hỏa diễm. Khi ngọn lửa bốc cháy, không gian chung quanh đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mờ mịt nơi cự long chiếm cứ, tử sắc hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi thiêu đốt không gian, loại tình cảnh đồ sộ này khiến cho người ta có cảm giác rung động không thể che giấu. Mặc dù lúc trước khi linh hồn xuất thể, Tiêu Viêm đã gặp qua một lần, nhưng lần đấy chỉ là thoáng qua, hiện giờ tự mình tới gần mới có thể cảm nhận được rõ ràng kỳ quang, thiên cổ rung động nhân tâm này, đứng trước mặt cự long đám người bọn hắn giống như một đám kiến hôi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trầm mê ở bên trong có thanh âm của một người khẽ nỉ non. Tuy hiện tại cự long vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng loại cự long nồng động này lại khiến cho người khác cảm giác run sợ xúc động. Loại hình thể này quá mức kinh hãi, thế tục. Mộ cốt lão nhân cũng bị hình thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chấn kinh một hồi. Nhưng dù gì cũng là một cường giả đấu tôn, bát phẩm luyện dược tông sư, kiến thức bất phàm, bởi vậy lão rất nhanh liền phục hồi tinh thần, trong mắt vẻ mặt tham lam càng đậm đặc hơn. Sau khi người đầu tiên mở miệng than thở, những người khác cũng từ trong rung động mà phục hồi lại tinh thần, quay mặt nhìn nhau một cái, tất cả đều âm thầm cắn lưỡi, thứ này cũng thật sự là quá mức dọa người đi. Tiêu Viêm đưa tay về phía cự long, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên một chút, lập tức trong lòng dao động, ánh mắt gắt gao nhìn cái long ấn mà Tử Nghiên gieo xuống. Xem ra Tử Nghiên nói quả nhiên không sai, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trong cơ thể cũng bị gieo xuống một cái long ấn. Nhận thấy biến hóa của long ấn trên bàn tay mình, trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, âm thầm nói, đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn. Tiếp theo các ngươi tiến lên thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó hay không. Khâu Lăng trầm giọng nói, nhớ kỹ phải sử dụng thủ đoạn ôn hòa, vạn lần không để nó khiến từ từ trạng thái ngủ say tỉnh lại.
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Khâu Lăng cũng tràn ngập hàn ý, mà ánh mắt này vẫn như trước đều chằm chằm nhằm vào Mộ Cốt lão nhân. Xem ra đối với lão già này, hắn rất đề phòng cùng chán ghét. Đối với ánh mắt này của Khâu Lăng, Mộ Cốt lão nhân cũng chỉ cười lại một tiếng, không đáp lời, cũng không cãi lại. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân như vậy, Khâu Lăng cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt mình, sau đó tầm mắt nhu hòa chuyển hướng về Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm, ngươi lần này là quán quân của đan hội, do vậy ngươi tới trước đi." Khâu Lăng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Tiêu Viêm. Trước những ánh mắt soi mói này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi, chậm rãi hướng về phía cự long đang ngủ say kia. Càng tiến lại gần cự long, long uy phát ra càng ngày càng mạnh, làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác hai chân mình như muốn khuỵu xuống. Nhận ra biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, quả nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ nó thật sự biến hóa thành Thái Hư Cổ Long? Ý niệm bất chợt hiện lên nhưng không ảnh hưởng nhiều. Trong đầu Tiêu Viêm nãy giờ vẫn âm thầm đề phòng tất cả, từ khí thế cho thấy vẫn là Tâm Viêm năm đó không thể nào so sánh bằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được. Nếu lúc này chẳng may sơ suất bị lật thuyền trong mương thì hắn muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn. Một lúc sau, Tiêu Viêm đã trôi nổi trước mặt cự long. Từ phía xa nhìn lại, thân thể lơ lửng trên không kia so với thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thật nhỏ bé đến mức không đáng kể. Hôm nay đối diện với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm có thể chân chính cảm nhận được sự chấn động mà dị hỏa mang đến cho tất cả mọi người. Bàn về hình thể, sợ rằng hắn cũng chỉ bằng một miếng vải rồng trên người nó mà thôi. Tuy rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhắm chặt long nhãn, nhưng khi đứng trước mặt nó, trong lòng Tiêu Viêm vẫn xuất hiện cảm giác kỳ lạ, giống như tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Cảm giác ấy làm Tiêu Viêm thấy khó chịu, vội vàng ngưng định tâm thần. Tiêu Viêm sờ lên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có một bảng long lân chưa bị hắc hỏa diễm bao phủ, sau đó rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong, nếu như may mắn, không chừng có thể thu phục được nó. Trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang thất kinh thì giọng nói của Khâu Lăng đã vang lên từ phía sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này nào dễ dàng bị thu phục như vậy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Tiêu Viêm vẫn nghe theo bước lên, tìm mảng long lân mà Khâu Lăng nói, quả nhiên ngay phần đó không có hỏa diễm lượn lờ xung quanh. Tiêu Viêm nhìn lướt qua mảng long lân, đột nhiên từ chỗ đó hiện lên đầy những sợi tơ màu đen như tơ nhện, bệ lại với nhau, tạo thành một ký hiệu cực kỳ kỳ dị. Ký hiệu này dính chặt bên trên long lân, bao trùm cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là phong ấn. Nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang những mảng long lân khác. Quả nhiên, mấy chỗ này còn lại đều hiện lên, y hệt như vậy. Trong lòng hắn liền hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn nên. Lực lượng phong ấn thật mạnh mẽ so với phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó của nội viện còn mạnh hơn vô số lần. Cảm thụ được sức mạnh của phong ấn, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Không chỉ hoãn thêm nữa, hắn bước lên một bước, giơ tay chạm nhẹ vào khối long lân không có hỏa diễm bao quanh. Chạm vào long lân nhưng hắn cảm nhận được thân nhiệt của cơ thể, ngược lại còn xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Nhưng lúc này hắn không còn thời gian để suy xét nữa, khẽ nhắm mắt lại, linh hồn từ mi tâm truyền chậm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua long lân vào bên trong. Ở cách đó không xa, Khâu Lăng, Tảo Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân đều chăm chú theo dõi từng hành động của Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu đến khi hắn truyền linh hồn lực vào trong cơ thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bành! Khi Tiêu Viêm truyền linh hồn lực vào thì đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp rất nhỏ. Chợt linh hồn lực của Tiêu Viêm đột phá được tầng ngăn cách nào đó, xuất hiện tại mảnh không gian hư vô quỷ dị. Không gian này tràn ngập hỏa diễm màu đen tím. Ở bên trong hỏa diễm có một con cự long thu nhỏ, nhưng lúc này nó đang nhắm mắt giống như ngủ say vậy. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm biết đây chính là bổn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mặc dù biết rõ muốn thu phục được nó sẽ vô cùng khó khăn, nhưng thứ này cũng không làm ảnh hưởng đến sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Viêm. Ước mơ bấy lâu nay của hắn hết chạy đông rồi lại chạy tây tìm kiếm, cuối cùng đã thành hiện thực, giơ tay có thể chạm vào được nó. Hít sâu một hơi, sự đè nén kích động trong lòng, tia linh hồn lực của Tiêu Viêm từ từ phiêu tán ra, sau đó chậm chậm hướng tới tiểu hỏa long. Bao quanh thân thể nó vô cùng ôn nhu, sức mạnh của tia linh hồn không ngừng tràn ra thông điệp thân mật. Mặc dù làm như vậy cả Tiêu Viêm cũng thấy quá ngây thơ, nhưng giờ đã không còn cách nào khác. Sau khi Tiêu Viêm phát hiện ra tin tức thân mật này, mọi thứ vẫn yên lặng, gần như không có lấy nửa điểm phản ứng. Phương pháp này quả nhiên không thể sử dụng được. Trong lòng Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Ngay lúc hắn muốn thu hồn linh hồn lực, đột nhiên xuất hiện kỳ biến. Tiểu hỏa long vốn nhắm chặt đôi mắt giờ lại chợt mở mắt ra, tử hắc hỏa diễm ngập tràn trong đôi mắt long nhãn, vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú tia linh hồn lực của Tiêu Viêm. Lông tơ trên cả người Tiêu Viêm đều dựng đứng lên. Bốn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả nhiên không hề ngủ say. Tên nhân loại ngu xuẩn. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đột nhiên từ miệng hỏa long phát ra một thanh âm lạnh như băng bằng tiếng nhân loại, lộ ra vẻ đùa cợt. Nó vẫn còn có thể nói được cả tiếng người.
Nghe được lời này, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời co quắp lại. Vẫn là Tâm Viêm mà hắn gặp năm đó là đã rất bất phàm rồi, nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn ác liệt hơn, nói thẳng tiếng người, hơn nữa còn biết biểu hồ lộ, hàm ý cười nhạo người khác. Quả nhiên bất kể cái gì sống đã lâu đều thành tinh cả. Khụ khụ, à ta tới nơi này vì muốn giải cứu ngươi, giúp ngươi được tự do. Thời điểm Tiêu Viêm thốt ra mấy lời này, bản thân hắn cũng thấy mình vô cùng dối trá. Đối mặt với lời nói đại nghĩa cảm động lòng người của Tiêu Viêm, vẻ đùa cợt trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng đậm. Lần này nó không tiếp tục nói nhảm nữa, thanh âm lạnh như băng trực tiếp phát ra một lời nói chắc như đinh đóng cột. Không đợi Tiêu Viêm nói thêm điều gì nữa, tử sắc hỏa diễm trong cơ thể hỏa long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi. Nhìn thấy Tiên Giao Hỏa vừa nói đã hành động, ngay sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn biết bản thân không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức nhanh chóng thu hồi những tia linh hồn lực. Suy, hắn lùi đã nhanh nhưng tử hắc hỏa diễm vẫn còn nhanh hơn mấy phần. Vừa thấy thân ảnh lóe lên đã đuổi theo trực tiếp cuốn phăng tia linh hồn của Tiêu Viêm vào bên trong ngọn lửa, đốt cháy tất cả thành hư vô. Bên trong tinh vực, tay của Tiêu Viêm vẫn đặt trên trán của cự long, đột nhiên đôi mắt hắn mở to, thu tay về nhanh như điện giật rồi vội lui về sau. Trong lòng hắn sợ hãi sự ác liệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tên kia cũng thật là quá quắt, trực tiếp thiêu đốt một tia linh hồn của ta. Trong lòng không ngừng nguyền rủa, Tiêu Viêm lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, sau đó quay lưng nhìn đám người Khâu Lăng, buông tay ra giọng nói rầu rĩ: "Ta thất bại, tên kia quá hung hãn." Nghe vậy, trong mắt Khâu Lăng xẹt qua chút thất vọng, khẽ gật đầu, thở dài nói: "Đã như vậy thì người kế tiếp liên đi." Hắn vừa dứt lời, Mộ Cốt lão nhân đã nhanh chóng bước tới. Vừa thấy vậy, thân mình Khâu Lăng chợt động, trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ lạnh lẽo, sải bước dài chắn trước mặt hắn. Thấy thế, trong mắt của Mộ Cốt lão nhân khẽ híp lại, cười lạnh nói: "Ha ha, gì thế này, chẳng lẽ trưởng lão Khâu Lăng không muốn ta xuất thủ? Xem ra muốn có tư cách tham dự cũng phải được Đan Tháp yêu thích à?" "Mộ Cốt, ta khuyên người tốt nhất đừng manh động, nếu không..." "Hừ..." Giọng nói của Khâu Lăng đầy lạnh lẽo, sặc mùi đe dọa: "Nếu như ta thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải đã giúp Đan Tháp các ngươi giảm đi một đại họa hay sao?" Mộ Cốt lão nhân khẽ cười, sau đó vượt qua Khâu Lăng, tiến về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng khẽ nắm chặt tay lại, đảo mắt nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, mục đích để hai người đề cao cảnh giác chuyện bất chắc. Sau đó hắn xoay người đi bên cạnh Mộ Cốt lão nhân như hình với bóng, đấu khí bộc phát tỏa ra xung quanh thân thể, không chút giấu giếm. Chỉ cần Mộ Cốt lão nhân hơi vọng động, hắn sẽ xuất thủ ngay lập tức. Dù cho Khâu Lăng đứng theo dõi kề kề bên cạnh, Mộ Cốt lão nhân không hề để ý, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay chạm vào long lân sau đó nhắm chặt đôi mắt lại. Nhìn hành động của Mộ Cốt lão nhân, đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều lặng lẽ ngưng tụ. Nếu quả thật hắn dám động tay động chân, chỉ sợ bọn họ không tránh khỏi liên lụy. Mọi người đều chăm chú xem diễn biến kế tiếp, nhưng rốt cuộc dị động trong tưởng tượng của họ cũng không xuất hiện. Sau khi Mộ Cốt lão nhân nhắm mắt được chừng 10 phút, cước bộ lui về sau hai bước, khẽ cho mày, miệng lầm bầm chửi rủa. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân thất bại quay về, thêm nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ngủ say không có biến cố gì, trong lòng Khâu Lăng mới thở vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó tiếng của Khâu Lăng vang lên: "Người kế tiếp." Trong khoảng thời gian còn lại, đoàn người phía sau cứ từ từ liên tục tiến lên, nhưng không ai chiếm được vận may, tất cả đều thất bại mà về. Trong đó có một người thực lực yếu kém, không chịu được áp lực, trực tiếp phun một ngụm máu lên đầu cự long. Nhìn thấy người cuối cùng bị thất thiểu quay lại, Khâu Lăng khẽ thở dài, trong đôi mắt không giấu được vẻ thất vọng. "Nếu như đã không có ai thu phục được nó, vậy tất cả trở về đi." Phất phất tay áo, Khâu Lăng mở lời, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng khóe miệng Mộ Cốt lão nhân nhếch lên, hiện ra một nụ cười quỷ dị. Lập tức hắn thấy dùng mình trong lòng, thầm nghĩ có chuyện không ổn. "Hắc hắc, Khâu Lăng, cứ như vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ mãi mãi không bị hàng phục đâu. Tiếp theo để lão phu biểu diễn một phen cho các ngươi mở rộng tầm mắt." Tiếng cười quỷ dị đột ngột xuất hiện làm tất cả mọi người ai nấy đều biến sắc. Khi tiếng cười quỷ dị kia vang lên, trong nháy mắt sắc mặt Khâu Lăng âm trầm, không hề chậm trễ phóng ra một luồng đấu khí bàng bạc, âm thanh như xé gió lao về phía Mộ Cốt lão nhân. Thân hình hắn cực kỳ nhanh nhẹn, chống lui về sau. Hai tay hắn đột nhiên kết xuất vài cái thủ ấn phức tạp nhìn muốn hoa cả mắt, rồi khi thấy thủ ấn đó phát động, đám người Tiêu Viêm chợt cả kinh, chỗ long lân trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên cũng hưởng ứng theo truyền ra một luồng năng lượng dao động rất nhỏ. "Không ổn." Nhận thấy tình trạng trước mắt, đám người Tiêu Viêm ai nấy đều biến sắc. "Mộ Cốt, ngươi dám..." Giờ phút này sắc mặt Khâu Lăng biến đổi, vô hình cũng phẫn nộ quát to: "Hắc hắc, thiên hạ còn chưa có chuyện nào mà lão phu không dám làm." Mộ Cốt lão nhân không hề để ý tiếng quát của Khâu Lăng, khẽ cười lạnh đáp, thủ ấn nhanh chóng thành hình, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị. "Yên tâm, lão phu chỉ muốn giúp Đan Tháp các ngươi giải quyết gọn gàng phiền toái này thôi." Lời nói vừa dứt thì từ miệng của Mộ Cốt lão nhân phát ra một tiếng quát to, phát
Sau tiếng quát đó, một tiếng nổ mạnh vang lên giống như kinh lôi đột nhiên giáng xuống mà không gian này không hề có dấu hiệu báo trước. Tiếng nổ như tạc đạn vừa dứt, đám người Tiêu Viêm không hẹn mà đều nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó bọn họ thấy được một mảng long lân không bị tử hoắc hỏa diễm bao quanh trên trán của nó bị phá vỡ. Nhìn thấy cảnh này, đám người Tiêu Viêm lập tức biến sắc, còn cự long chậm rãi mơ hồ đổi long nhan. Hiển nhiên phong ấn hoa mỹ kia đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh rồi, nhìn thấy long nhãn từ từ mở ra, một tiếng hô to vang lên làm tất cả mọi người ngạc nhiên, dẫn đến tiếng bàn tán xôn xao ở xung quanh. Một lát sau, long mục lóe lên sáng rộ như băng lãnh đến đáng sợ, quét qua nhìn đám người Tiêu Viêm. Sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mạnh đầu lên trời, phát ra long ngân kinh thiên động địa. Quỳnh, sau tiếng long ngâm vang thấu trời xanh kia, tử sắc hỏa diễm vây quanh thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên rực rỡ, tựa như thiên hỏa bao phủ cả một mảng không gian. Tử hắc hỏa diễm bộc phát dữ dội. Vào khắc này, phù văn đen tuyền dày đặc trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt sáng bóng hẳn lên, giống như một tấm lưới khổng lồ bao quanh chặt thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng dãy giụa, tiếng gầm vang vọng hư không. Tử hắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy đám phù văn đen tuyền kia. Hơn nữa từ trong hư vô có luồng tinh thần lực thanh lương không ngừng thẩm thấu ra, liên tục truyền vào trong thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm, giờ lại liều mạng vùng dậy, cho dù là phù văn đen tuyền kia thì đến giờ phút này cũng bị đặt ở thế hạ phong, bị tử hắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, một số phù văn trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Mộ Cốt, người đang muốn chết à? Đối mặt với tình huống Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất ngờ thức tỉnh, đây thực sự nằm ngoài dự liệu của Khâu Lăng. Đến lúc khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt hắn xanh mét vô cùng đáng sợ, gầm lên một tiếng bộc phát sát ý mà lửa giận vô cùng vô tận. Hắn nhào tới Mộ Cốt lão nhân, quyết ăn thua cho đủ. Nhìn thấy Khâu Lăng lao tới, khí thế bừng bừng, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân chợt biến hóa, cười lạnh nói: "Hắc hắc, đàn hắc, các ngươi không thể thu phục được dị hỏa này, vậy còn cố giữ làm gì, không bằng để hồn điện bọn ta giúp chút sức lực, thế không phải là tốt hơn sao?" Tiêu Viêm, các người mau bóp nát Ngọc Châu, báo cho hội trưởng nhanh chóng tới đây. Dù lửa giận cháy bừng bừng, nhưng Khâu Lăng vẫn còn chút tỉnh táo. Trong lúc tấn công Mộ Cốt lão nhân không quên quát lớn phân phó Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng quát của Khâu Lăng, đám người Tiêu Viêm tỏ dĩnh, vội gật đầu lấy Ngọc Châu truyền tin từ trong nạp giới ra, chuẩn bị bóp nát thì có kỳ biến xuất hiện. Một luồng kinh phong bén nhọn đột ngột xuất hiện, hóa thành cây châm nhỏ, đâm trúng Ngọc Châu. Vì công kích xuất hiện quá bất ngờ, ngoại trừ Tiêu Viêm thì Ngọc Châu trong tay mấy người Tào Dĩnh đều bị bay ra xa. Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy cây kim châm đang bay tới, giữ chặt nó, tay còn lại bóp nát Ngọc Châu, sau đó chuyển tầm mắt sang hướng kình phong bắn tới, thấy hai người xuất thủ cũng nằm trong danh sách 10 người dự thi, không nghĩ tới chỗ này vẫn còn người của Hồn Điện. Nhìn hai người này, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh, hắn quả thực đã xem thường thực lực của Hồn Điện. Trong danh sách 10 người, ngoài Mộ Cốt lão nhân lại còn xuất hiện những người khác, số lượng như vậy so với đàn tháp cũng không hề thua kém tí nào. Hắc hắc, cho dù ngươi có truyền tin thì đã sao? Trong lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dãy giụa phá bỏ phong ấn, ba tên kia còn bận duy trì phong ấn linh tinh vực, làm sao có thể phân thần? Hơn nữa hôm nay thánh đàn vô cùng hỗn loạn, đám cường giả còn lại của đàn tháp há còn sức để quản việc này? Lời nói mỉa mai vang lên của một gã nam tử trung niên sắc mặt âm hiểm, xem ra vì hành động hôm nay mà Hồn Điện đã chuẩn bị rất chu đáo nhỉ. Đôi mắt Tiêu Viêm khẽ híp, theo lời này thì hỗn loạn tại Thánh Đan Thành còn bàn tay của Hồn Điện. Về phần ba cự đầu của đan tháp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là vật kiềm chế tốt nhất, vì vậy phải duy trì tù lung trong tinh vực này để bọn họ hiển nhiên không thể tùy ý xuất thủ được, nếu không kiềm chế tinh vực vừa sẽ vỡ vụn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể phá vỡ phong ấn, cả tòa đan thành này cũng sẽ chỉ còn lại một ký ức mà thôi. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Tào Dĩnh, đan thần đứng ngay sau hắn, thấp giọng hỏi. Tình huống bây giờ khi Khâu Lăng đang kịch chiến với Mộ Cốt lão nhân thì chỗ dựa của các nàng chính là Tiêu Viêm. Còn với Tống Thanh, nhìn hết sự việc tiến triển tới mức này thì mặt mày tái xanh. Sau một hồi do dự đành phải đi tới đứng lui sau Tiêu Viêm, dù có chút không cam lòng. Còn có thể làm gì nữa? Hai nơi này của chúng ta không thể xen vào được, hiện tại chỉ có thể xem kỳ biến trước mắt, chờ cường giả đan tháp vào trợ giúp thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tào Dĩnh, nhị nữ há miệng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Quả thật tại chỗ này không phải là nơi các nàng có thể xoay chuyển được gì. Trong lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện thì phiến hư không này đột nhiên rung động dữ dội. Một luồng đấu khí mạnh mẽ cuồn cuộn từ trong hư vô tuôn ra, hội tụ trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngay lúc này, những ký hiệu đen tuyền kia chợt sáng lên, đây hiển nhiên là do ba vị cự đầu xuất thủ.
Giống cảm nhận được phong ấn dần dần mạnh mẽ, đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đỏ ngầu, không cam lòng bỏ qua cơ hội thoát khốn cực tốt thế này. Tuy rằng nó không làm bay được cự đầu của Đan Tháp, nhưng bọn họ cũng không làm gì được nó. Hôm nay nếu như không thể tận dụng cơ hội này để chạy trốn, vậy không phải là chờ chết tới khi nào mới có cơ duyên tới nữa. Bấy lâu nay ở trong này bị phong ấn kiềm giữ làm nó phải ăn không ít đau khổ. Ngay khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dãy giụa thì một khí tức nồng nặc có tính hủy diệt đột nhiên từ trong cơ thể khổng lồ kia tràn ra. Khóe mắt Tiêu Viêm nhảy dựng lên khi cảm nhận sự mạnh mẽ của luồng khí tức này. Ở bên trong hủy diệt hỏa liên của hắn có loại mùi hương vị tương tự như thế, xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn chơi mạnh tay hơn rồi. Gào, tiếng trầm thấp đầy tức giận kia không ngừng vang vọng trong không gian. Tử sắc hỏa diễm trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt động đậy, mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy nó bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành nên một đóa hỏa liên quỷ dị nhìn vô cùng đáng sợ. Sau đó hỏa diễm tách ra hoàn toàn, hóa thành những giọt lửa màu đen rất nhỏ áp xuống thân thể cao lớn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với khí tức cực kỳ hung bạo. Xuy xuy, hỏa diễm đen tuyền nhỏ giọt trên thân hình của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhanh chóng làm ra những hắc tuyến ký hiệu kia. Có thể thấy chiêu này cực kỳ hao tốn năng lượng, bởi vì quan sát kỹ đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt có phần ảm đạm đi rất nhiều. Nhiều năm như vậy, các ngươi nghĩ rằng với thủ đoạn còn con này có thể phong ấn ta cả đời hay sao? Tuy rằng nói phải tiêu hao năng lượng không hề nhỏ, nhưng trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại ánh lên một sự hưng phấn tột cùng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nó cũng nghĩ được cách phá giải phong ấn đã đầy đọa nó mấy lâu nay. Thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dãy dụa kịch liệt, còn những hắc tuyến ký hiệu kia cũng nhanh chóng biến mất, mặc dù có nguồn đấu khí mạnh mẽ từ trong không gian kia tuôn ra chữa trị không ngừng, nhưng nhìn kỹ thì gần như không đủ để bù đắp năng lượng hư hao. Mau nhìn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp phá vỡ phong ấn rồi. Sắc mặt Tào Dĩnh Đan Thần Tống Thanh tái nhợt khi nhìn thấy hắc tuyến ký hiệu trên thân thể dị hỏa dần biến mất. Là người của Đan Tháp, các nàng biết rõ, một khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát khỏi thì Thánh Đan Thành này phải chịu tai ương khủng khiếp đến mức nào. Trái ngược với ba người, sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút bối rối. Nếu quả thật Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể thoát được, vậy thì cơ hội hắn hàng phục được ngược lại sẽ cao hơn một chút. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cái câu phú quý trong nguy hiểm vẫn có đạo lý của nó. Ha ha, Huyền Khổng Tử, lần này thì rốt cuộc các ngươi cũng thất bại rồi. Trong lúc ánh mắt của Tiêu Viêm đang mập mờ trong suy nghĩ, thì cái đầu rồng khổng lồ kia chợt ngẩng lên. Một tràng cười sảng khoái như sấm rền vang rộng khắp quả không gian. Răng rắc, tiếng cười vừa lắng xuống, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xoay tròn thân thể khổng lồ một cách điên cuồng. Chờ một tiếng động như vật gì bị phá vỡ vang lên, quanh quẩn trong không gian xung quanh. Nghe thấy âm thanh này, thân thể Tào Dĩnh không kềm được rung lên. Phong ấn bị phá rồi. Tiếng vỡ tuy rất nhỏ nhưng lại làm tất cả động tĩnh trong không gian hư vô đột ngột dừng lại. Kể cả mộ cốt lão nhân và đại trưởng lão Khâu Lăng đang chiến đấu kịch liệt ở gần đó cũng không hẹn mà đồng loạt lùi nhanh ra xa vài chục bước, sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cùng lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về con hỏa long có thân hình khổng lồ đang vẫy vùng kia. Giờ khắc này, những ấn ký màu đen dày đặc trong lông lân đều tiêu tán. Tuy đã phá vỡ phong ấn nhưng quang mang trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng trở nên ảm đạm đi, mặc dù nó cũng lộ ra hơi thở hung hãn hủy diệt, khiến tất cả những người ở nơi này đều không dám khinh thường chút nào. Chết tiệt! Khâu Lăng thấp giọng mắng, sắc mặt hắn xanh mét khi nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát khỏi phong ấn. Hắn biết rằng sự việc đã trở nên phiền toái. Bây giờ, ngoại trừ tam đại cự đầu của Đan Tháp, còn ai có thể chống lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nữa? Hà hà, trái ngược với Khâu Lăng, tâm tình của mộ cốt lão nhân lại cực kỳ hưng phấn, liền bước tới phía trước một bước, cười nói với Hỏa Long, chúc mừng các hạ thoát khỏi phong ấn, bất quá sự việc mà chúng ta thương lượng có thể tiếp tục chứ, người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi ở hồn điện một năm, chúng ta sẽ ngay lập tức trả lại tự do cho ngươi, về điều này ta chắc chắn có thể đảm bảo với ngươi. Ngữ khí của mộ cốt lão nhân hoàn toàn xem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là một vị cường giả nhân loại, đương nhiên đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có được linh trí thì cũng bình thường. Lão già này cư nhiên giao dịch với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe được lời nói của mộ cốt lão nhân, đám người Tiêu Viêm cảm thấy rùng mình. Lòng nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn thoáng qua mộ cốt lão nhân, trong mắt của nó xẹt qua sự giả dối rất con người, thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền ra. Ân, giao dịch kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng các người cứ chờ ta dạo chơi khắp nơi trên thế giới, dòng theo người đến cái gì gọi là hồn điện kia. Mộ cốt lão nhân nghe như vậy nụ cười liền biến mất, nói như vậy là ngươi muốn đổi ý sao? Hừ, nhân loại các ngươi đều là cá mè một lứa, muốn ta tin tưởng các ngươi đang nằm mơ sao?
Ánh mắt Tan Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên băng lãnh. Nó đã ném bao nhiêu phiền phức trong tay con người. Mặc dù nó không biết hồn điện cường đại đến bao nhiêu, nhưng nó biết chắc rằng bọn chúng cũng nhằm đến cái căn nguyên chi hỏa của nó mà thôi. Sắc mặt của Mộ Cốt lão nhân trầm xuống. Hắn cũng dự đoán được sự tình sẽ không thể nào thuận lợi, nhưng hắn cũng không ngờ được là Tan Thiên Diễm Viêm Hỏa trở mặt so với hắn còn nhanh hơn. Tiêu Viêm ở bên cạnh nghe được Mộ Cốt lão nhân nói chuyện với Tan Thiên Diễm Viêm Hỏa như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem chừng hai tên này mặc dù có hợp tác, nhưng rõ ràng là có ý đề phòng nhau. Khâu Lăng cũng thấy được trạng thái nơi này, hắn thoáng chần chờ một chút, sau đó liền nháy mắt ra hiệu với đám người Tiêu Viêm, đoàn người chậm rãi thối lui sang một bên. Nếu như Mộ Cốt lão nhân cuối cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đánh nhau thì tốt, thực lực của Mộ Cốt lão nhân căn bản không phải là đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đợi lúc bọn chúng liều mạng với nhau, vậy phiền não này sẽ phải dễ dàng giải quyết hơn. Đến lúc đó cường giả đan tháp ra tay, chắc chắn có thể xử trí được Mộ Cốt lão nhân và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thấy đám người Tiêu Viêm lui lại đằng sau, Mộ Cốt lão nhân hơi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết chú ý của đám người này, nhưng giờ cũng không phải là thời điểm để so đo. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuy mạnh, nhưng nói gì thì nói hắn cũng mang nó về hồn điện. Rượu mời ngươi không uống, vậy đừng trách lão phu bất nhân bất nghĩa. Mặc dù đan tháp không thu thập được ngươi, nhưng hồn điện chúng ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mộ Cốt lão nhân cười lạnh nói. Suy, Mộ Cốt lão nhân vừa nói xong, một đạo bóng đen xé rách không gian mang theo nhiệt độ kinh khủng, hung hăng công kích xuống đầu lão. Bị đánh bất ngờ khiến Mộ Cốt lão nhân cả kinh, thân hình hắn chợt lóe ra, hiện cách đó vài chục trượng, ánh mắt âm trầm nhìn cái đuôi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa quật xuống vị trí vừa đứng. Trên bàn tay lão xuất hiện một khối ngọc màu vàng bạc, sau đó đột nhiên bắt nát. Sau khi ngọc bài bị vỡ nát, một luồng không gian chi lực cực kỳ cường hãn đột nhiên bùng phát làm không gian vặn vẹo, rồi xuất hiện một cái khe màu đen bên cạnh Mộ Cốt lão nhân. Từ trong đó ba người toàn thân mặc hắc bào chậm rãi đi ra. Những người này vừa xuất hiện, ba cỗ hơi thở mênh mông giống như gió bão đột nhiên nổi lên, cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong mắt cũng xẹt qua vẻ trầm trọng. Hồn điện Tôn lão. Lúc ba người thần bí vừa mới xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm liền biến đổi. Hắn không ngờ rằng Mộ Cốt lão nhân còn có chiêu bài ẩn trong tay, càng khiến cho Tiêu Viêm nặng nề hơn là thực lực của ba tên hắc y nhân này cũng không kém chút nào so với Mộ Cốt lão nhân. Bốn vị đấu tôn, đội hình như vậy cho dù là các thế lực lớn ở Trung Châu cũng không có được, mà hồn điện lại dễ dàng phái ra. Tại thời điểm này, Tiêu Viêm không thể đánh giá cao hơn sự đáng sợ của hồn điện. Không gian ngọc giản để thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, quả thực hồn điện đã chuẩn bị đầy đủ á. Khuôn mặt của Khâu Lăng âm trầm nhìn vào ba đạo thân ảnh xuất hiện từ khe nứt không gian, nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt Tiêu Viêm chớp chớp, cái mà Mộ Cốt lão nhân bóp nát gọi là không gian ngọc giản, bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm đến nó. Bên Mộ Cốt lão nhân có viện thủ mạnh mẽ và hung hãn như vậy, bốn gã đấu tôn cường giả chỉ sợ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khó lòng mà chống đỡ được. Tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể cùng tam đại cự đầu của đan tháp rằng co nhiều năm, nhưng không hẳn là thực lực của nó ngang tam với tam họ. Dù sao tam đại cự đầu cũng chỉ là muốn phong ấn nó, mà phong ấn và giết chết là hai chuyện hoàn toàn trái ngược. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được gọi là bất tử chi hỏa, nhưng đan tháp đại cự đầu muốn hủy diệt nó cũng không phải là chuyện không có cách. Chỉ bất quá bọn họ cũng biết được mỗi một loại dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói chính là vật cực kỳ trân quý, mà đây là dị hỏa phải trải qua hàng vạn năm mới hình thành, nếu như tùy ý hủy diệt cũng thật là lãng phí. Vì vậy, tam đại cự đầu của đan tháp tình nguyện bỏ ra nhiều công sức xây dựng tinh vực để phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tuy nhiên, đối với hồn điện lại khác, nếu không thể thu thập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tay, bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho người khác chiếm hữu. Mộ Cốt, hiệu suất làm việc của ngươi thật là quá kém. Để ba người bọn ta chờ lâu đến như vậy, mà giờ ngươi mới gọi bọn ta đến. Một trong ba nhân ảnh vừa bước ra khỏi khe nứt không gian liền khàn khàn nói. Ngươi cho rằng đan tháp là mèo ba chân hay sao? Mộ Cốt lão nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang lên. Không cần phải nói nhảm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian. Đợi khi bọn gây rối ngoài kia bị thu thập, lúc đó đan tháp tam đại cự đầu sẽ tiến vào. Chỉ với bốn người chúng ta e rằng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ân tranh thủ thời gian, kế hoạch lần này của điện chủ rất xem trọng. Nếu xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đừng hầu yên ổn. Một gã hắc y nhân ảnh thản nhiên nói. Nghe người này nhắc đến hai chữ điện chủ, mấy người còn lại không dám lên tiếng. Mộ Cốt lão nhân cũng run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ e ngại. Động thủ đi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm, chỉ cần lấy được căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành. Hít sâu một hơi, Mộ Cốt lão nhân liếc mắt nhìn đám người Tiêu Viêm ở phía xa, trong lòng hắn nổi lên sát ý với đám người này, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc báo thù, bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ giết người xuống. Kết trận, ngăn cản Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh không chi lực, Mộ Cốt lão nhân quát lạnh thân hình tiến tới. Mộ Cốt lão nhân quát lạnh thân hình tiến tới đầu tiên, tiếp theo ba người khác cũng phân ra ba hướng khác nhau về quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vạn hồn thôn linh trận. Tiếng quát lạnh lẽo từ miệng bốn người phát ra, từ trong thân thể họ
tuôn ra rất nhiều hắc vụ quỷ dị. Trong hắc vụ còn có thể mơ hồ nghe được tiếng hét thảm thiết. Ngay sau khi hắc vụ tràn ngập không gian, tinh không chi lực liền bị ngăn cách ở bên ngoài, làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không cách nào hấp thu được. Nhân loại đáng ghét, nhìn thấy những biến hóa xung quanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức tức giận rít lên. Nó vừa mới thoát ra khỏi phong ấn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị khống chế lại. Phốc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa há miệng phun ra một cột tử hắc sắc hỏa diễm thô to, nơi ngọn lửa đi qua không gian xuất hiện từng đạo vặn vẹo. Xòa xòa, đối diện với sự điên cuồng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sắc mặt bốn người Mộ Cốt lão nhân cũng trầm xuống, thủ ấn chợt thay đổi, đột nhiên từng đợt tiếng động vang lên. Suy, hắc vụ dao động mãnh liệt, từ đó có hơn trăm đạo xiềng xích hô to như bắp chân xuất ra, xuyên thủng hỏa trụ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau đó giống như là cự mãng ùn ùn bay qua, kết thành một tấm lưới bao phủ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghiệt xúc, điều tốt không muốn lại thích đi tìm chết, lão phu sẽ toàn thành cho ngươi. Ánh mắt Mộ Cốt lão nhân trở nên dữ tợn, trong miệng quát: Vạn hồn thiên tỏa.